I need a fish. What type of fish is it? Em mặc bộ đồ rất là xấu xí. Lột quần áo em ra, thân em trắng mịn mà. Nhìn em là muốn ăn liền. Thịt em ăn rất là ngon và ngọt. Các bạn nhìn cho kỹ nè. Đó, loại đoán thử coi loại cá gì. Loại cá này thì câu cũng rất là khó lắm. Thường thường nó nằm ở kè đá hay là ở mấy cái rạn đó. Đa số những người câu được đó thì người ta giục đi không à, chứ không có ăn. Những người nào rành cá đó thì phải ăn nó thôi. Quý vị đoán thử coi loại cá gì. Middlebank fishing! Well, keep it straight line. No, go to your destination. Go, drive to your destination. Trời hừng đông sáng quá đẹp luôn nè. Đang chạy vòng vòng trolling for kingfish. Mở hàng cho anh em cái coi king. Ồ, nước đẹp này, cho coi cái nước nó màu. Dạ, nó trong queo luôn mà. Trời quá đẹp, nước bên trong không có cá hố là mồi. Báo cáo cho biết là cá hố đã bị đồng hương mua hết rồi. Bà con mua trừ hao hết trơn rồi. Kiểu này giống như mấy ba tàu ngày xưa mua trừ hao á, mua để mua để dành á. Mua trừ chứ. Làm cho mấy người đi sau không có mồi. First fish of the day. Trời ơi, red snapper. Bỏ tay. Red snapper. Câu nhỏ vậy mà câu dính là cả gì ta? Mạnh. Yeah. Ba ao nó trôi xuống chưa 10 feet đó. Bốn ao ok, ba bốn ao ok, nhỏ hơn là không được. Nổi hả? Nhưng mà là đôi khi gì? Đôi khi cá ngân ấy. Mình câu chiều thì bang cá chắc ba cá red snapper rồi. Double one red snapper, another red snapper. Red snapper, hôm nay chị em Hồng đi chợ đi. Double fish. Đu béo. Light bait. Double fish. Cái nó gọi là cái gì? Gray snapper. Come on man, you gonna be on YouTube. See what kind. Oh. What kind? Yeah, man. Oh, there go. Chúng bắn nồi xù. Big coming out nè. Yeah, there go. Cá bùng binh. Có chỗ gọi là cá bùng binh. There go.
Fish of the day. Ooh, underside red snapper again. Mày lên đây ok? Không muốn mày đâu. Come on. Con này không phải cá mồi. Này là con snapper con. Kéo một dây tao luôn rồi. Không. Yep. Ooh, two. Snapper fish. Yes. Snapper. Đu béo, cá béo nè, đó. Là tới deep sea mà gray snapper nè. Con này được, có bao giờ thấy con này 3-4 pound chưa? Có rồi hả? Mình chưa thấy. Đủ 3-4 pound đã lắm, cá này béo lắm, ngon hơn cá đù luôn á. Canh chua ngon lắm đó. Kệ mẹ nó canh chua. Yeah. Ba bốn con luôn nè, không biết ba bốn con gì đâu không biết. Nó giống như con cá đù á. Kìa đó, gray snapper good. Oh yeah, ba bốn con luôn. Con gray snapper, con red snapper. Vậy là professional câu chứ. Canh chua gray snapper. I love it man. Fish of the day again, good. Keep going. Cá bùng binh, dogfish. Good side man. Ooh, there you go. How did you catch me guys? Một con. Hai ba con tiếp. Keep going, kick that dogfish up man. We like it. I like it. Oh yes. Chúng mắn rồi bà con ơi. Ba con luôn. This is how you fish. Uh-huh. Ba con nhưng mà lấy được con là hai con phóng xanh. Release two, get the gray one. Mình phải đổi lấy cái phao ra. Oh, hai. Yes, trúng ổ luôn này. Một con dính ngay lưng luôn. Cái này ngay ổ quay snapper nè. Man, cái này. This is called professional, okay? Những cái bụng đọc Việt. Professional fishing, yo. Dính đọc Việt, dính ngay cái bụng luôn. Snapper, yes. Cá béo. Ê, ngay cái hang cá béo luôn, man. Yes, ngay hàng quay snapper rồi mẹ. Uh-huh. I take this all day.
nó không có bự rồi. Đúng đâu. Kể là quay step bờ giống được đi. Làm nó hơi cực chút thôi mà cái chua con này ngon hơn là cá hồng. Đó, ba con rồi. I knew it. Ba con, this how you fit? Triple fish, triple hook up. Săn ba này, cái này là một cha hay mẹ này. Ông nội mày. Yeah, 15, 16 in là được rồi. Woo. This is how you fish. Ồ, nó đó. This is how you fish. Hai con nhúng mềm, con nhúng lưng nè. Nó lên cho vui nè. Triple all the time, man. Câu 3 không đó, săn 3 không đó. Hey, never know, man. Nó cũng đi nổi đó. Vô, man, vô. Mở hàng con đi, man. Get the hook ready, young man. Tới đây là không cái gì cũng được hết, lên đâu lên đi ghe thì tính. Never know. Cái chạy vô hả? Chưa nhìn thấy gì, I don't see anything. Phải gấp màu bao. Don't know. Big old ass jack. Cũng được. Oh my god, big old jack. Jack có béo hả? Cá cam. Oh, cá cam. That's good. Cá cam. Jack có béo. Chắc không phải không? Cái bao tử nó xào ngon lắm. Xào ngon hơn bao tử heo á. À ha. Chắc không phải không? Yes. Cũng được cho nó đẹp, man. Chắc không phải không? Cá cam. Đẹp hả? There you go. Cá cam. Now hook up, man. Get right in the head, young man. Wait, 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 cái cam, yep, cái cam. Jack Corvell, yep. Oh, ở dưới lên, đông hức lên tè, dưới lên. No, no, dưới lên. No, ở dưới vô mắc lên nó văng men. No, you just hook up, you don't check like that. Con này nó kéo mạnh lắm. Jack Corvell. Ở dưới hất lên thôi, young man. Yeah, lường dưới kéo lên thôi. Yeah, that's it. Yeah, kéo lên. It doesn't matter. Không ai cái mang nó không được. Yeah, right there. Cái face á. There you go, young man. Rồi, cái cầm đứng lên. Yeah, đứng lên. Straight up and down. Straight up and down lại tè. Đúng rồi. Đừng trap the pole. Come on, young man. Bring it in. Yep. Ah, Jack Corvell.
Biết chắc. Ngày xưa đi tô càng đó, kéo lên lấy bao tử dục cá xuống. Yep. Sao con này là mồi. Sao tội ngon lắm. You don't know until you see it, man. Kobe at all. Oh yeah, trick your fish. Bây giờ đi chìm lại. Để cái lan trên đi, đừng có tu, để tính sau. You don't know what down here. 80 pound, come here. Để 80 pound đi về không câu nữa đó. Nãy đi nổi phải không? Get that saw. Yep. Black tip, yes. Oh, mới nói xong gray snapper. Oh. Look at that baby trigger fish. Đấy, phá mồi. Dogfish is good, man. Oh. Oh, release it. Release it. Oh, you don't know what this is. Still on. Yeah, this one. Okay. Still on. I see color, but cannot recognize. Cái gì? Có mập. Có mập. Cái gì? Có mập. Right, yeah, có mập. Không bự lắm, nhỏ hơn con nãy. Con này nhỏ, baby. Shoot. Black tip. Yeah, con này là black tip. Ok, lại cái đuôi Black tip. Hăng hức up, man. Vậy nữa ông được đi. Dứt ngay cái mang đó, cái lỗ đó. Nhờ lừa lừa cái tay vô ngay cái lỗ đó đó. Yeah, lừa lừa ngay cái tay đó, cái lỗ nhẹ 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 vô cái mang của nó đó. Con được bắt rồi. Không dính, vô làm vậy không dính, lừa lừa nhẹ nhẹ cái mang đó đó. Đó, lừa vô cái mang đó. Đó, lừa nhẹ lẹ vô đó, nhẹ nhẹ thôi. Yeah. Không có ít nhẹ 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 vô, vô lừa lừa nhẹ nhẹ vô thôi. Ở dưới lên đó, dưới ra tê. Đấy ạ. Xích cái mang luôn. Xích ở dưới lên đó, đúng rồi. No, đừng nô, vô dưới là nhẹ thôi. Dog feed bùng minh. Ha, con năm mà tùy. Ha. Dog feed. State water. Oh my god, you freaking earth. Oh, wow. Oh yeah, bà mũ. Grouper. Grouper, yeah. What the freaking earth. Hey, hey, đừng có mất, man. Vô không có vợ hả? Có vợ đâu? Oh my god. Catch it today. Oh. Catch and release. Catch. There go, middle man Cooper. Catch and release only. Show land. Higher, higher. Land, yeah. Yeah, okay, higher. Yeah. I take a picture. Yeah, middle man. Catch and release. Cái này phải phóng xanh nè. Go ahead, throw it. Don't throw the thing up. Don't throw the whole thing. Damn. Nồi cá canh chua trên biển. Em Hồng đi chợ nha. Ai hiểu thì hiểu đó. Em Hồng đi chợ mà.
Hôm nay có Tiger and Bear nè. Đó, nãy như câu được 4 con dogfish rồi, cá bùng binh đó. Đấy, chúng con Cooper. Nhưng mà sốt. Để go một con bắt mồi câu cá thu. Chuyên dọn. How many? Oh, triple hook. Hôm nay đặc biệt là câu 3 con không đó. Triple hook. Mình thùng trong này nữa nè. Red snapper, 22 inch. Six more months. Ba con gì đây? Má mồi già. Mà nó không đủ 15 inch sao đây? Đẹp luôn này. Trigger fish. Không đủ 15 inch không lấy được uổng gì đâu. Con này 12 inch á. Bò da. Bò da, trigger fish. Nướng lên, lột da lên, mỡ hành ăn rất là ngon nè. Đó, quảng cáo cá nha, ai không biết ăn bò da. Canh chua rất là ngon luôn, lột da nó ra. Nhưng mà không đủ size lấy không được. Catch and release. Đủ à? Đủ 13. Yeah, đủ rồi. Đủ 13 in. Tháng sau đủ. Tháng sau đủ 13 in nè, đủ 15 in. 12 in rưỡi nè, đó, con này hơn nửa ký. Gray snapper. I mean, gray trigger fish. Đó lột. Gray trigger fish. Có màu da màu nâu nè, màu xám chứ. 15 in mới được lấy. Em 14 à? Chết rồi, quay là chết. Cá bự gì đâu, look at that. Gray snapper, như phlọc lan này. Men bò da tiếp. Bố tên sư mày, tao đâu bắt được mày đâu, mày can vô mày phá mồi tao. Hả bò da. Bố tên sư nhà mày. Thời chín mấy á, đôi khi lấy cả 100 phao cá này luôn nè. Biển nó lên mệt mẹ 15 in. Mới được lấy, chết rồi. 16 in chứ. 16 in mới được lấy. Release me, nó nói đó. Bò da tiếp rồi. Biết mắn nó rồi. Kiểu nó kéo mình biết mắn là bò da đó. Biết ngay mà biết không. Double fish. Con kia mấy mới đủ size này. I don't think so. Hai má con, yes. Mother and daughter.
yes! Quá đẹp luôn nè, đó! Cái này mày sasabiki là đứt rồi đó. Mày 3 in 75 nè, tớt chi tui khua đó. 16 in, 16 in mới được lấy. Vậy sao mà ngửi được? Ở đây thì mấy con snapper nhỏ. No trick or fish. Man vừa nói xong. Baby trick or fish. Chuyến câu gọi như thất bại. Mục đích đi câu cá thu. Với cá hồng không có, cá thu thì không có mồi để câu. Looking for kingfish, but no ribbon fish for bait. One chuckovel, one shark, one cá mập, one cá cam, bốn cá bồng bình. Cá bồng bình thì cũng bự. Bốn con này được hơn ký nè. Trên dưới 3 pound. 2 pound mấy 3 pound đó. Bự. Con cá cam khoảng chừng 20 pound. Con cá mập khoảng chừng 15 pound. Bạn Tony Pau, Jack Covell. Đó, con cá cam, Jack Covell. Làm được nhiêu đây? Cái đầu bộ lòng, phải lấy 2 miếng. Mày nấu bún cá. Và nửa mang đi chiên nhậu ngay bây giờ. Jack Covell.